Xin chào anh em nhé. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em cách cài đặt một cái trình duyệt UltraView. Trình duyệt UltraView mới nhất để anh em hỗ trợ điều khiển từ xa. Đầu tiên là anh em vào Google Chrome giúp mình. Đấy. Sau đấy là anh em đánh anh em vào Google này, google.com.vn. Google. Đấy, anh em vào google.com.vn này. Sau khi vào đến đây rồi anh em đánh vào là chữ UltraView cho mình. Đấy, UltraView này. UltraView đây. Anh em vào trang đầu tiên này giúp mình. Đấy, anh em download về. Đấy, sau khi tải về đây rồi thì anh em mở chạy luôn đây. Đấy, anh em tiếp tục này. Cài đặt. Anh em chờ một xíu. Hoàn tất này, em bỏ giới định yêu hoặc bật lên cũng được, em chọn hoàn tất này. Lập tức trên màn hình nó xuất hiện cái biểu tượng UltraView đây anh em nhé. Và đây thì nó sẽ xuất hiện một cái mã này, mã này là cái mã ID của mình. Ví dụ như người khác muốn điều khiển máy tính của mình thì mình sẽ đọc cái mã này và password này cho người ta. Cái mã này sẽ thay đổi mỗi lần khởi động lại, tắt đi, bật lại cái ứng dụng này, nó sẽ thay đổi một cái mã khác nhau. Mã mật khẩu này, ID thì nó vẫn giữ nguyên nhưng cái mã mật khẩu này khác nhau anh em nhé. Thế nên là anh em lưu ý là khi mà người ta hỏi thì bạn bật để nguyên, tắt đi như này, bật lại, đồng ý này, bật lại nó sẽ ra một cái mật khẩu khác. Đấy, nên anh em chú ý cho mình là để hỗ trợ điều khiển từ xa, những cái mà anh em không làm được anh em có thể nhờ người thân bạn bè, có thể là ai đều, có thể điều khiển qua TemView được thì người ta sẽ trợ mình cài đặt, ví dụ như cài đặt máy in hoặc cài đặt máy tính. Ok, video của mình nó chỉ đơn giản vậy thôi, chúc anh em thành công nhé.